Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 bộ sách All Spark World trên trang web olm vn Ở bài học trước, các con đã được học rất nhiều kiến thức liên quan đến từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Con hãy làm bài tập sau để củng cố lại các kiến thức đó nhé. Thầy khen các con đã rất nhớ bài. Chúng mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Unit 4. Festivals and free time. Lesson 2 Các từ vựng mới đang chờ đón các con trong phần đầu tiên, từ vựng. Vocabulary Trong phần học này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu các từ vựng về lễ hội và sự kiện. Festivals and events Một buổi trình bày nơi thể hiện các tác phẩm, trích đoạn nghệ thuật như siếc, hát, kịch trước đông đảo người xem, chúng ta gọi là Performance Buổi biểu diễn sự kiện tiếp theo thầy muốn giới thiệu tới các con đó chính là food stand, tiệc đứng hay còn gọi là tiệc buffet là một hình thức tổ chức các bữa tiệc ăn uống trong đó thức ăn được đặt trong một khu vực nơi các thực khách thường tự phục vụ hình thức đứng và ăn. Một buổi trình diễn thời trang là sự kiện nhằm quảng bá giới thiệu các trang phục và phụ kiện mới sắp ra mắt. Fashion show. Múa rối là loại hình nghệ thuật có từ rất sớm. Đó là một loại hình nghệ thuật sân khấu có khả năng truyền cảm cao độ, là sự phối hợp tài tình giữa kỹ thuật và nghệ thuật tạo hình với nghệ thuật điều khiển. Show. Kéo co là một trò chơi dân gian đã tồn tại qua rất nhiều năm tháng, không chỉ ở Việt Nam mà còn có mặt tại các quốc gia trên thế giới. Cho đến ngày nay, trò chơi kéo co vẫn được coi là một trò chơi tập thể, một trong những môn thể thao phổ biến. Tug of War. và sự kiện cuối cùng thầy nghĩ rằng nó không hề xa lạ gì đối với các con đó chính là talent show đây là sự kiện nơi các thí sinh biểu diễn các tiết mục như hát nhảy múa diễn xuất chơi nhạc cụ võ thuật hoặc một hoạt động gì khác để phô diễn kỹ năng và tài năng của bản thân trong lĩnh vực đó các con hãy nhắc lại các từ vựng vừa rồi nhé performance Food stand. Fashion show. Puppet show. Tug of war. Talent show. Để nắm chắc các từ vựng này, chúng mình hãy cùng làm bài tập sau. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Thầy cho mình cùng chuyển sang phần tiếp theo trong bài học này, phần ngữ pháp. Grammar thời mời các con cùng nghe hai câu thoại ngắn của hai người bạn nhỏ sau con để ý những cụm what time does this train go to milan và it goes hai cụm này đang sử dụng ngữ pháp của thi di nhỉ chính xác đó chính là thì hiện tại đơn The present simple tense. Con còn nhớ công thức của thì hiện tại đơn chứ? Đúng rồi, các con đã rất nhớ bài đấy. Công thức của thì hiện tại đơn sẽ là to be chia am is are hoặc động từ thường thêm s hoặc es và đằng sau. Tùy vào chủ ngữ mà chúng ta sẽ chọn am is are cho phù hợp. Phần này thầy đã hướng dẫn các con ở bài học trước. Thế thì các con chú ý cho thầy khi bạn nam hỏi chuyến tàu này đi đến Milan lúc mấy giờ, bạn nữ của chúng ta đã trả lời là Nó sẽ đến Milan lúc 9 giờ sáng mai. À các con thấy chúng ta có cụm At 9am tomorrow. Rõ ràng ở đây thầy đang dùng thì hiện tại đơn, nhưng thầy lại chèn từ At 9am tomorrow. Vậy tại sao lại có dấu hiệu thời gian chỉ tương lai ở đây nhỉ? À, bởi vì chúng ta có một cách sử dụng nữa của thì hiện tại đơn, đó chính là hiện tại đơn sẽ diễn tả một sự việc xảy ra theo thời gian biểu cụ thể như giờ tàu, giờ máy bay chạy hay một lịch trình nào đó. cụ thể trong đoạn hội thoại vừa rồi, mặc dù việc tàu rời đi chưa xảy ra nhưng vì nó là một lịch trình nên ta sử dụng thí hiện tại đơn. chủ ngữ là this train, số ít tương đương với từ it, nên động từ go ta thêm es và đằng sau chúng ta nhận biết cách sử dụng thì này thông qua một số dấu hiệu thời gian như At 11 a.m. this morning At 9 a.m. tomorrow Hãy cùng xem thêm một ví dụ khác nhé The train leaves at 6 p .m. today Chuyến tàu giờ đi lúc 6 giờ chiều hôm nay The flight starts at 10 a .m. tomorrow Chuyến bay bắt đầu lúc 10 giờ sáng mai Tức là đối với sự việc xảy ra theo thời gian biểu như giờ tàu, giờ máy bay thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Bây giờ sẽ là lúc mà thầy trò mình cùng nhau luyện tập. Put the verbs into the correct form. Còn hãy chia các động từ ở trong ngoặc sau đây sao cho thích hợp. Các con đã làm rất tốt, chúng mình cùng xem đáp án nhé. Câu số 1 What time does the train to Oxford leave? Chuyến tàu đi đến Oxford sẽ rời đi vào lúc mấy giờ? Các con thấy ở đây chúng ta đang có một câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ phải đảo trợ động từ just lên đằng trước chủ ngữ chỉ về giờ tàu chạy. Vậy chúng ta sẽ dùng thí hiện tại đơn. Câu số 2: The film starts at the quarter to nine. Bộ phim sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ kém 15. Vậy đây là thời gian biểu, giờ chiếu phim. Vậy chúng ta sẽ sử dụng thí hiện tại đơn với chủ ngữ là the film. Câu số 3: The next bus comes in 35 minutes. Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ đến trong 35 phút nữa. Vậy, các con thấy đây là một lịch trình. Cứ 35 phút nữa sẽ có một chuyến xe buýt đến. Vậy, ở đây chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn cho động từ come với chủ ngữ là the next bus. Câu cuối cùng, câu số 4. The plane arrives in London at 11 .45. Chuyến bay sẽ đến London vào lúc 11 giờ 45 vậy các con thấy ở đây là một lịch trình đối với máy bay động từ arrive chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn với chủ ngữ the plane là arrives chúng ta thêm s và đằng sau phần học cuối cùng trong bài học ngày hôm nay phần phát âm pronunciation trong phần học này chúng mình cùng tiếp tục tìm hiểu về sự thay đổi âm Sound changes. thầy có ví dụ sao What time does the zoo close? Thầy gạch chân cụm. What time? What time does the zoo close? À, các con để ý trong câu hỏi về giờ hay mấy giờ. Nếu chúng ta đọc chậm thì các con sẽ đọc từng từ một là What time? Nhưng thông thường khi giao tiếp thì chúng ta không đọc tách từng từ một như vậy mà chúng ta sẽ đọc nhanh và đọc nối từ. Cách nối từ của cụm What time sẽ là What time? What time. Vậy từ đây chúng ta sẽ rút ra kết luận trong giao tiếp khi các con nói nhanh cụm what time sẽ được đọc thành what time. con hãy cùng thầy tập phát âm cụm này trong các câu sau đây nhé. What time does your math lesson start? What time does your math lesson start? What time does the bus leave? What time does the bus leave? Các con làm rất tốt. Như vậy, trong bài học vừa rồi, thầy cho mình đã cùng đi tìm hiểu rất nhiều từ vựng liên quan đến chủ đề, đế, lễ hội và sự kiện. Các con cũng đã được học thêm một cách sử dụng mới của thì hiện tại đơn. Đó chính là sử dụng cho các lịch trình đã được lên sẵn như giờ tàu, giờ máy bay chạy. Và cuối cùng, các con cũng được học thêm về cách nối âm của cụm What Time, Thấy? What Time. Về nhà, các con hãy xem lại bài và chăm chỉ luyện tập nhé! bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn